Hi Tina, xin chào mọi người. Hôm nay Tina sẽ chia sẻ một cái đề tài là tu tập. Và mình phải hy sinh những cái gì cho cái việc tu tập để cho nó có hiệu quả. Làm sao mình biết là nó có hiệu quả hay không? Làm sao mình biết tu đúng hay là tu sai? Ok, trong kênh của Tina chỉ chia sẻ những gì Tina có trải nghiệm qua. Cái gì Tina biết, Tina sẽ nói biết. Không biết, Tina sẽ nói không có biết. Tina không có cái gì khác ngoài ra sự trải nghiệm. Và như quý vị cũng biết, Tina hồi xưa là vô thần. Cho nên Tina hồi xưa không hề có một cái kiến thức gì gọi là về Phật giáo hay là những phương pháp trong Phật giáo. Tina nghĩ là cái may mắn lớn nhất của Tina là Tina hồi xưa không có biết bất kỳ một cái gì về Phật giáo, về tâm linh. Và thật sự là Tina không bao giờ đọc sách về những cái đề tài tâm linh này. Nó không có bị nhồi nhét những cái kiến thức để rồi mình bố ở đó. Nếu mà mình đã đọc một cái kiến thức gì đó, chắc chắn là mình tin rằng là cái đó là đúng. Mà trên thực tế là nó đúng hay sai thì thật sự là mình không thể biết được. Cái vấn đề ở đây là khi mà mình tu tập là mình phải tìm được ra một cái phương pháp mà thật sự phù hợp với chính mình. Mình phải hiểu được là mình đang đứng ở đâu. Cái nhận thức và cái sự hiểu biết của mình nó nằm ở cái level nào để mà mình bắt đầu lấy cái phương pháp đó mình sử dụng cho chính mình. Tina thuộc về một tông kim cương thừa, nhưng mà hôm nay cái mà Tina chia sẻ là nó là cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi nhánh, chứ không phải là chỉ là một tông. Tại vì dù là nhánh nào đi nữa thì cuối cùng nó cũng đi tới một cái đích. Vậy thì nó không có sự phân biệt là cao thấp ở đây. Nó chỉ có là phù hợp với quý vị hoặc là không phù hợp với quý vị. Cái phương pháp đó quý vị có kham nổi không, hoặc là phương pháp đó chưa kham nổi. Thế thôi. Thế thì Tina sẽ chia sẻ về cái hành trình của Tina như một hành giả tu mật tông, chứ không phải là thầy, cũng không phải là người đắc đạo gì, và cũng không phải là một người đặc biệt gì. Là một người đầy tính xấu trên cái con đường sửa đổi. Và trên cái con đường sửa đổi, mình thấy cái gì hay thì mình sẽ chia sẻ với quý vị, để quý vị đỡ cô đơn trên cái con đường tu tập của quý vị. Thì cái kinh nghiệm này khi mà Tina chia sẻ với quý vị, đó chỉ là một cái kinh nghiệm mà quý vị có thể tham khảo, nghe để đó thôi. Trên thực tế là Tina sẽ cố gắng giải thích về một điều mà quý vị phải trải nghiệm. Chỉ có sự trải nghiệm thật sự, quý vị mới hiểu được cái mà Tina muốn nói. Nếu như quý vị chỉ có nghe Tina nói hoặc là chỉ có đọc sách ấy, thì nó chỉ nằm ở phần kiến thức mà thôi. Nhưng mình thật sự mình chưa hiểu nó. Mình thật sự mình chưa cảm nhận được nó. Nó có rất là nhiều cái câu nói, chẳng hạn như là cái câu gì sắc sắc tức thì không gì đó. Đó, không tức thì sắc chẳng hạn. Rất là nhiều người khi mà nói về Phật giáo thì sử dụng những cái câu này. Nhưng mà cái câu này á, thật sự để mà hiểu được cái câu này á, nó là một vấn đề. Nó là một cái vấn đề nó bự gì nè. Nó bự lắm. Nó không chỉ là đơn thuần một cái câu nói vu vơ để mà mình thể hiện cái kiến thức của mình, không phải. Mà cái câu này để mà mình hiểu được á, là nó khủng khiếp lắm. Tina nói thật sự, Tina cố gắng tu tập trong vòng 5 năm rồi, khắt khe, rất kỷ luật bản thân. Mà nói thật sự Tina không hiểu trọn vẹn, đầy đủ cái câu như thế. Không thể. Vì cái sự hiểu biết của mình nó vẫn còn rất là hạn chế. À, trong một cái khoảnh khắc nào đó mình đã chạm được đến cái cảm nhận đó rồi. Trong một khoảnh khắc nào đó mình được trải nghiệm cái không là cái gì, sự đồng hóa tâm là cái gì, đồng nhất là cái gì, tâm linh thật sự đó là cái gì, thoát xác nó như thế nào, vân vân và vân vân. Nó có những cái khoảnh khắc như vậy, nhưng nó chỉ dừng ở cái chỗ đó thôi. Trừ khi là mình đắc đạo rồi thì mình mới có thể hiểu được cái câu đó chính xác một cái cách sâu sắc và đúng đắn. Còn hiện bây giờ nó vẫn chỉ là ở cái phần kiến thức mà thôi. Vậy thì
Như Tina nói, trên cái hành trình, con đường của Tina thì Tina muốn chia sẻ là như thế này. Để mà mình cải thiện được cái trí tuệ, nó cần thời gian, cần những phương pháp mà mình tự trải nghiệm. Cho nên theo cái trải nghiệm của Tina thì Tina nghĩ rằng là cái phần đọc sách quá nhiều, nhồi nhét quá nhiều kiến thức vào trong cái bộ não á, nó không giúp được cho quý vị để mà quý vị có thể nhanh trên cái con đường tu tập của quý vị. Cái đó chỉ là cái phần tham khảo thôi. Nghe xong để đó, bất kỳ một ai nói nghe xong để đó. Tina là người rất bình thường, không bao giờ muốn làm thầy, không bao giờ muốn làm một cái người đặc biệt, mà chỉ là chia sẻ thôi. Tại vì trên thực tế cái sự chia sẻ của Tina nó cũng không giúp được quý vị để mà quý vị thật sự hiểu được nó là cái gì. Cho nên Tina vẫn nói dấn thân vào và nó phức tạp hơn như quý vị suy nghĩ. Ví dụ trên cái con đường của Tina, sự hy sinh cho nó là cái gì? Không phải là Tina chia sẻ cái này để Tina nói là Tina hay, mà là chia sẻ để quý vị có cái hình dung là một cái người tu tập, một cái người tào lao vô thần mà tu tập nó như thế nào. Bây giờ thì không phải là vô thần nữa rồi, nhưng mà xuất phát từ chỗ đó, một người tào lao lắm, thì tinh xấu nhiều lắm, vô cùng nhiều, càng nhiều tinh xấu càng phải tu khắt khe với chính bản thân mình, không là nó không có chuyển đổi được cái gì hết, không thay đổi được bất kỳ một cái gì. Cho nên càng nhiều tinh xấu càng phải tu nhiều, càng phải dấn thân vô. Như Tina, những phương pháp không chỉ là những phương pháp mà cao siêu rồi mật tông rồi pháp khí rồi bát ấn rồi thiền định rồi, nó không phải chỉ là những cái mà quý vị tưởng tượng ấy, trong đầu là một cái hình ảnh thật là đạo mạo, nó không phải là như thế. Mà trong phương pháp của Tina nó có rất là nhiều cái mà Tina được mách bảo trong thiền. Ví dụ chẳng hạn ngồi thiền á, vị nói là muốn chuyển hóa được, muốn đi xa hơn phải chuyển hóa được cái sự giận dữ và bản ngã. Như thế nào? Không được có người giúp việc, và mình phải tự làm hết những cái công việc nhà, rửa chén, lau nhà, lau toilet, lau chùi, dọn dẹp, nấu cơm, tất cả những cái mà mình ghét nhất trên đời. Cái này là một cái điểm yếu của Tina xưa nay. Tina ghét vô cùng, là ghét, ghét lắm. Thế thì cái thời gian đầu tiên nó chưa có những cái gọi là pháp khí hay là nhìn oai nghi, nó không có cái đó. Thời gian đầu tiên nó không có. Thời gian đầu tiên là rửa toilet, rửa chén, lau nhà, lau chùi, lau bụi. Mà làm sao mà lau chùi, lau nhà bằng tình thương, bằng sự yêu thương, hoan hỷ. Trong giây phút hiện tại, rửa chén là rửa chén, lau bồn cầu là lau bồn cầu, không có phân biệt gì ở đây là bồn cầu nó hôi hay là thối hay là nó vàng hay là nó trắng hay là cái gì. Không, chỉ là mình làm, mình biết mình làm, và thế thôi. Và cứ vậy tập cái này đi, tập cái này đi, tập cái này đi. Thời gian đầu tiên khổ sở lắm, rất là sân, rất là khó chịu, vì cái mùi hôi trong toilet mình đâu có chịu được. Mình vẫn phân biệt cái mùi hôi thối mà, đúng không? Dù nhà có sạch đến mấy thì cái toilet nó cũng phải dơ thôi. Ghê lắm. Mình không thích. Cái bản ngã của mình á, nó có cái tự cao tự đại. Cái này thì sao tôi phải làm, tôi không làm. Thế thì ở đây á, là quyết định của mình. Họ sẽ hỏi: bây giờ con muốn chuyển hóa không? Muốn cải thiện cuộc sống không? Muốn cuộc sống của bạn tốt hơn không? Muốn chữa bệnh cho mẹ không? Muốn hiểu được và học được cách tắt cái suy nghĩ không? À, ở đây mình biết, mình luôn luôn biết là mình muốn tắt cái suy nghĩ vì nó phiền quá. Một ngày không biết bao nhiêu cái suy nghĩ tiêu cực ở trong đầu mà mình không tắt được. Mình biết là mình muốn tắt, nhưng mình không biết cách. Mình biết mình tiêu cực, nhưng mình không biết cách để cho mình làm mình tích cực. Mình biết là mình phải sửa đổi cái tính nóng, cái tính sân, nhưng mình không biết cách. Biết rằng là mình muốn sửa đấy,
nhưng chưa biết cách. Ok, thì đây các vị mới sẽ bước bước vô, cái nguồn tha lực sẽ bước vô và họ sẽ dẫn ra. Thì trong cái trường hợp của Tina là ok, Tina đã gọi các vị xuống để dẫn dắt, để chỉ bảo, với một cái mong muốn chân thật là muốn cải thiện kinh nghiệm, muốn giúp đỡ mẹ khỏi bệnh thần kinh. Tất cả những cái này nó có cái phương pháp để đi tới đó, chứ không phải là tự nhiên cái đọc một cái bài kinh hay là bài chú tự nhiên mình làm được mấy cái đó. Nó không phải là như vậy. Cho nên á, là ở đây á, mình có cái tự do quyết định. Mình gọi họ, họ chỉ dẫn, mình có muốn thay đổi không? Đúng, thực sự là những phương pháp này á, nó không dễ chịu, khó chịu lắm. Nhưng mà muốn thay đổi hay là không? Ok, muốn thay đổi thì hành pháp đi. Lúc đầu nó chưa có cái gì mà nghĩa đó, nó không có cái đó, nó không có cái đó. Thì ok, thì Tina mới nói là ok. Dù rất khó chịu, bực mình lắm, thời gian đầu tiên rất sân. Cái nguồn tha lực nói với mình là đến khi nào mà con làm được tất cả những công việc này với đúng chánh niệm. Chánh niệm là cái gì? Trong giây phút hiện tại mình rửa là mình biết là mình đang rửa. Mình đang làm cái gì, mình biết là mình đang làm cái đó. Mình không có phân biệt là nó tốt xấu gì. Tóm lại là nó là cái việc mình cần làm thì mình cứ làm thôi. Các vị nói là ok, chừng nào á làm được tất cả những cái công việc này bằng sự yêu thương, không phân biệt, chánh niệm, thì lúc đó người giúp việc sẽ xuất hiện lại. Và thật sự là khi mà mình đồng ý với cái việc này á, thì cái người giúp việc của mình tự động nghỉ. Tự động nghỉ. Và dù mình có đi tìm người giúp việc một lần, hai lần, ba lần, không thành. Cho nên đây là khi mà mình đã nhờ tha lực á, thì tha lực sẽ nói không. Đã nói là không có giúp việc là không có giúp việc, không có người giúp việc á. Cái này là cần thiết phải làm. Lúc đầu mình cũng nghĩ là trời ơi, nó liên quan cái gì. Thế thì mình nghĩ là tất cả những cái việc này nó không liên quan. Nhưng mà trên thực tế nó là một cái giai đoạn mà mình phải trải qua. Nó liên quan đến cái việc á, là để mình á, dẹp được một cái phần bản ngã đi. Và mình tập được cái tính kiên nhẫn. Mình tập được cái mình tập được cái tính kiên nhẫn. Mình tập được cái chánh niệm nó là cái gì. Mình tập được cái sự không phân biệt. Mà không chỉ tập mấy cái này, mà trong một giai đoạn nó có rất là nhiều cái mình phải thay đổi để mà đạt được tới cái mà mình cần đạt. Ok, tiếp theo, thay đổi thói quen xấu. Hồi xưa Tina hút thuốc lá, có hút thuốc lá, nhất là những cái lúc mà mình đi quay phim hoặc là mình nói chung là đi quay, đi làm việc trong công ty căng thẳng, rút điếu thuốc lá ra hút đỡ. Tức là mình không kiểm soát được cảm xúc của mình, không kiểm soát được cái tiêu cực ở trong mình ấy, mình bấu víu vào cái điếu thuốc lá để mà mình dịu lại cái cơn nóng, cơn giận, cái stress hay gì đó. Mình sử dụng tất cả những cái này là những thứ ở bên ngoài để mà mình làm dịu cái bên trong. Thế thì thuốc lá hại phổi, hại sức khỏe vô cùng, hại nhan sắc, cái gì cũng hại hết á. Muốn xinh đẹp không thể hút thuốc lá được, muốn sống lâu không thể hút thuốc lá được, muốn trí tuệ không thể hút thuốc lá, uống rượu được. Hồi xưa Tina có uống rượu. Bất kỳ lúc nào mà mình cảm thấy mà nó căng thẳng quá, mệt mỏi quá, thì lấy ra một ly rượu uống. Không phải là say đến mức độ mà bét nhè chảy đâu đen, nhưng mà uống để làm gì? Để xoa dịu cái phiền não, để xoa dịu cái buồn bực, cái đau khổ. Lấy cái ở bên ngoài để mình xoa dịu cái bên trong. Vậy thì bỏ thuốc lá khó không? Rất khó. Khó vô cùng. Nhưng mà Tina được cái là Tina may mắn lắm. Tina may mắn ở cái chỗ này này. Khi các vị, các nguồn tha lực á, bắt đầu á, đẩy Tina
vô cái kỷ luật và cái quy trình ấy, là việc bỏ thuốc lá và uống rượu là bắt buộc. Nhưng không phải là do Tina mà nghị lực cái gì cả, mà là lúc đó Tina còn nói là ủa liên quan cái gì, trời ơi tôi muốn giúp đỡ mẹ tôi mà, tôi muốn thế này, tôi muốn thế kia, tôi muốn cải thiện cái nghiệp, liên quan tới cái gì? Không liên quan, nhưng nó có liên quan. Thế thì không phải là Tina nghị lực gì cả, nhưng mà bỗng nhiên nó xảy ra một cái chuyện là họ nói phải bỏ thuốc lá và mình không chịu bỏ, mình nói là liên quan gì, không liên quan, tôi vẫn hút, còn có một cái này ấy, là cái niềm vui duy nhất của tôi, tại sao tôi phải bỏ thuốc? Thì quý vị có tin không, sau đó đó là cứ mỗi lần hút thuốc lá cái là nó bị bệnh mỗi lần hút thuốc lá cái nó bệnh. Thế thì ấy, nó bệnh khoảng chừng 3 4 ngày khó chịu lắm. Thế sau đó lần thứ hai mình hút thuốc lá lại bị bệnh tiếp, lần thứ ba bị bệnh tiếp, bỏ, phải bỏ, tại vì hút thuốc lá nó bị bệnh mà. Thế thì nó có một cái gì đó nó giúp mình và nó ép mình vào cái khuôn khổ phải bỏ, hơi không bỏ bị bệnh mà. Rồi đến rượu, không uống rượu cũng không phải là nghị lực gì, mà là cũng y chang như vậy, uống nhiều cái bệnh, uống nhiều cái bệnh, uống nhiều cái bệnh bỏ. Thì khi mà mình bỏ đó, thì trong cái lúc này á, là nó là cái mà mình phải đối mặt với cái việc là ok, hồi xưa mình có rượu và mình có thuốc lá để mình xoa dịu ở bên trong, bây giờ mình không có nữa, thì mình phải tu tập và mình phải tìm ra được cái lối thoát của mình phải tìm ra được cái cách để mà mình xoa dịu được cái bên trong mà không cần phải có những thứ hỗ trợ bên ngoài. Thì đây là cái lúc mà mình phải tinh tấn, đây là cái lúc mình bắt đầu phải tu tập và phải sử dụng một số cái phương pháp. Tiếp theo tiếp theo thay đổi ăn uống. Hồi xưa ăn uống rất tệ, toàn là ăn ngoài không mà không bao giờ ăn ở nhà, và không bao giờ ăn những cái cần ăn, mà toàn là ăn những cái mà mình cảm thấy thú vị. Ok, ở đây á là mình cần có một cái kỷ luật bản thân là không ăn những cái mình muốn ăn, nhưng chỉ ăn những cái nên ăn, tốt cho cơ thể. Hai cái đó nó khác nhau. Một cái tốt cho cơ thể đó là mình nuôi dưỡng cả một cái thế giới, cả một cái vũ trụ bên trong cái người mình, những cái tế bào sự sống ở bên trong. Mình ăn là mình ăn cho nó, ăn cho họ. Và khi mà mình ăn cho họ, mình ăn những cái thực phẩm mà họ muốn, những cái tế bào, những cái này cái kia ở bên trong, những cái sự sống nó muốn ăn cái gì, mình cho nó ăn. Nó có những cái thực phẩm dành riêng cho não, có những thực phẩm dành riêng cho tim, cho phổi, cho gan các thứ. Mình phải hiểu hết cái cơ thể của mình và mình cho nó ăn những cái gì mà nó thật sự muốn, và mình tránh những cái mà nó không muốn. Tất cả những cái này là mình phải thay đổi hết. Ăn uống sao? Cả một quá trình, cả một quá trình khổ sở. Tại sao? Tại vì mình không muốn ăn mấy cái đó, ăn không ngon nhá. Ví dụ chẳng hạn như là ăn một đống rau luộc, ít muối thôi, ít gia vị, không ớt, không cay nồng, không cái gì hết, ăn rất là chán. Nó phải là thành một cái thói quen mới của mình thì mới được. Làm sao để mình thay đổi cái thói quen cũ từ cái việc ăn uống vậy qua cái ăn uống này, cả một cái vấn đề. Nhưng mà cái đó nó cần thiết và phải giữ cái đó. I don't know, nhiều khi trong Phật giáo gọi là giữ giới hả? I don't know, chắc là từ chuyên môn là giữ giới hả? Giữ giới. Nó phải có những cái luật lệ. Cái việc đó là ở một mình, sống một mình, độc thân là một cái điều kiện cần thiết nếu thật sự bạn muốn chuyển hóa nhanh. Tại sao? Khi bạn sống một mình á, hoặc là at least nếu mà bạn có vợ chồng,
có chồng, có con, có vợ, có gì đó đó thì ok, nhưng mà at least là bạn phải có một cái nơi riêng biệt bạn hạnh phúc mà không ai làm phiền. Đấy là trong trường hợp bạn muốn đi nhanh. Đối với Tina thì là muốn rút ráo, nhanh 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 cho xong một việc. Thì Tina phải sống độc thân một mình. Hiển nhiên Tina không phải là xuất gia, Tina chỉ là tu tập bình thường thôi. Và Tina cũng không hẳn là Phật tử như là quý vị nghĩ về một Phật tử. Tại vì á, quý vị đừng cho nó cái mác gì hết á. Chúng ta là những người sử dụng những phương pháp mà Ngài Thích Ca Mâu Ni để lại. Ngài Thích Ca Mâu Ni là một con người hiểu được những cái này, trải nghiệm được những cái này, giác ngộ được những cái này và để lại những cái giáo lý và kiến thức. Thì quý vị sử dụng những cái kiến thức này không phải là tôn giáo, mà là sử dụng cái kiến thức này để thay đổi chính mình. Chứ không phải là một tôn giáo là ô ngài ơi cho con cái này cho con cái kia, không bao giờ ông cho cái gì cả. Ngoài ra cái kiến thức để mà quý vị lấy cái này làm cái phương pháp riêng của mình và sửa đổi chính mình từ bên trong. Tại sao Tina nghĩ là Tina không có đóng cái mác là Tina là Phật tử hay là Tina là cái gì hết? Tại vì Tina sử dụng rất là nhiều phương pháp, không chỉ bên Phật giáo, mà Tina có sử dụng một số phương pháp bên Hindu luôn, bên Du già Hindu. Có nhiều chỗ nó cũng có những cái hay. Cho nên đó là mình lấy lại cái tinh hoa của những bậc thầy đi trước mình và sử dụng cho chính mình. Không có bỏ cái mác lên là cái đó nó là tôn giáo này, tôn giáo kia, một cái tín ngưỡng. Thì đối với Tina nó không phải là tín ngưỡng. Cái câu hỏi là làm sao biết là mình tu đúng hay là tu sai? Theo Tina và cái trải nghiệm của Tina thì Tina thấy như thế này. Bản thân Tina luôn luôn quan sát chính mình, quan sát cái suy nghĩ, quan sát xem mình xấu còn xấu bao nhiêu và mình chuyển hóa được bao nhiêu. Hiển nhiên cái xấu á nó khó mà nó hết hẳn được, nhất là khi mà mình còn cơm áo gạo tiền, mình vẫn còn phải làm kinh tế, gặp người này gặp người kia, gặp rất nhiều người, thì mình không thể biết được đó là cái trường hợp nào nó sẽ đụng tới mình, làm cho mình nổi sân lên. Thì ở đây á, là cái vấn đề là khi mà đụng chuyện thì mình sẽ quan sát là mình nổi sân bao nhiêu, cái sân của mình á, nó có ra mặt không, mình có nhìn thấy được cái sân không, mình đứng ra ngoài mình quan sát cái sân của mình, à ok mình biết là mình đang sân rồi đó. Nhưng chính vì mình quan sát nó, mình biết nó thì mình sẽ kiểm soát nó. Thì như chẳng hạn Tina vẫn là một cái người rất là yếu rất là yếu, cho nên á là nó sẽ có cái sự quan sát. Chứ nếu mà cái người nào mà cao hơn rồi á thì người ta sẽ không bị sân luôn, người ta không cần quan sát vì cái đó nó thành một cái thói quen mới của người ta, vì người ta đã ở trong cái trạng thái của tâm đó được suốt ngày. Không phải trường hợp của Tina. Tina vẫn luôn luôn phải quan sát. Nếu mà mình nổi sân lên là mình phải buộc thấy được ngay cái sân của mình để mà mình không có cho nó thể hiện ra ngoài. Nhiều khi mình tu tập, mình nhập thất một tháng, không gặp ai, không lên mạng internet, không Facebook, không điện thoại, đó cũng là một cái hy sinh. Bạn phải hy sinh được những cái việc này để bạn có thể nâng cấp được cái phần nhận thức lên. Cái việc mà sống độc thân quan trọng lắm. Cái việc mà Tina không có nói là ai ai mà có gia đình, đừng có vì Tina nói như thế này mà ly dị, không phải nha. Như thế thì mình sẽ phải tìm một cái phương pháp khác. Ví dụ chẳng hạn Tina là người độc thân thì Tina dễ hơn. Quý vị có vợ chồng, quý vị sẽ có phương pháp khác phù hợp với quý vị. Ok, nhưng mà nó cần có những cái góc riêng. Thì trong cái lúc mà nhập thất thì quý vị sẽ
thấy là quý vị thay đổi nhiều lắm, có nhiều thời gian để chiêm ngẫm cái thân xác, cái linh hồn, cái tâm thức, cái suy nghĩ, mình quan sát nó, mình quan sát mọi thứ, mình tĩnh tâm. Và ngày nào mình cũng làm như vậy, ngày nào mình cũng làm như vậy thì cái ngày thứ 5, ngày thứ 7 nó khác lắm. Thế nhưng mà nó có một cái vấn đề như thế này, sau một tháng á, là quý vị sẽ thấy mình cực kỳ trong sạch. Mình thấy cực kỳ trong sạch, cực kỳ trí tuệ, cực kỳ hiểu biết mọi thứ. Nhưng mà khi mà mình ra ngoài xã hội, gặp người này, gặp người kia, nó bắt đầu lại bị nhiễm tâm, nhiễm, cái tâm thức của mình bị nhiễm. Mình bắt đầu thấy người ta nói cái này, nói cái kia, nói cái nọ, cái tâm của họ khởi lên cái gì, mình ở đây mình nắm bắt được cái năng lượng đó, mình sân theo, mình bị kéo theo vào một cái câu chuyện, mình bị kéo theo vào một cái thực tại gì đó trong cái lúc đó. Và như thế thì theo thời gian mình lại mất cái chánh niệm, mình mất cái định. Khi mà Tina ở nhà hành pháp, tắt Facebook, tắt điện thoại, tắt hết á, thì rất ok. Trong thiền, ok, mình muốn tắt suy nghĩ lúc nào thì mình tắt, không sao. Đối với Tina, những người đó Tina tập rồi, ngồi xuống cái muốn tắt là tắt này, bực này. Là nó không có, cái đó mình tập rồi. Nhưng mà nó có những cái bớt chợt mà nó đến, mà nó kéo mình đi, mà mình không làm được cái chuyện đó là tại sao? Những chuyện nó lớn quá. Ví dụ gần đây chẳng hạn như là một người bạn của Tina mất, thì cái thời điểm đó nó là mình rất là sốc, khóc rất là nhiều, không kiểm soát được bất kỳ một cái gì. Bỗng nhiên cái đầu gối của mình nó bị trụng xuống và mình ngã xuống giữa sàn nhà và chỉ biết khóc thôi. Nó đau đớn kinh khủng khiếp. Lúc này thì nó thật sự là không còn quan sát được bất kỳ một cái gì, mình không còn đứng ở ngoài mình được, mà mình bị cái hoàn cảnh đó nó hút vào luôn. Ngay cái lúc đó thì không quan sát được và chỉ bị kéo đi bởi cái cảm xúc. Cơ thể là như một cọng bún. Và bao nhiêu cái suy nghĩ tiêu cực nó bắt đầu hiện ra theo đó. Sau đó là rất là nhiều ngày, gần cả một tháng luôn, nó có rất là nhiều cái suy nghĩ mông lung. Nó mất đi cái gọi là thanh tịnh. Và nó rất sợ hãi những cảnh như vậy sẽ diễn tiếp ra trong tương lai. Và những cảnh này sẽ diễn tiếp ra trong tương lai. Và mình nhìn thấy rõ sự thật. Ở đây cái lúc này á, là mình thấy được rõ sự thật về cái sự vô thường. Vậy thì ở đây Tina muốn nói về cái việc là khi mà chúng ta chưa biết cái sự vô thường thì mình hay nói order là vô thường. Vô thường như là một cái văn chương, như là một cái kiến thức. Order là vô thường, cái gì cũng là vô thường, rồi cuối cùng ta cũng sẽ về cát bụi, không mang được cái gì hết, chỉ có cái tâm hồn mình mang được đi. Ok, tất cả mọi thứ cái này là rất là ok, nhưng mà có điều là mình không trải nghiệm, mình không biết, mình không quan sát, mình không thực hành. Về cái sự vô thường này là Tina đã nghe rất là nhiều rồi. Nhưng như Tina nói, có những điều phải trải nghiệm. Thì đến khi mà cái người bạn này mất á, thì cái tháng đó là mỗi tháng mà mình nhìn thấy rõ cái sự thật nhất. Và bỗng nhiên Tina cảm thấy Tina trở thành trầm tư. Trầm tư và nó không phải là tiêu cực,
mà trầm tư và đau khổ. Và Tina bắt đầu nghĩ tới cái việc là thật sự nó là như vậy. Rồi ai cũng sẽ ra đi, rồi những người thân nhất của mình sẽ ra đi và bỏ mình ở lại. Cái người mình thương yêu nhất là cha mẹ. Kinh khủng. Không thể tưởng tượng được cái cảnh đó. Mà bỗng nhiên cái lúc đó mình cũng không kiểm soát được cái việc tưởng tượng của mình. Nó cứ tưởng tượng ra những cái cảnh mà kinh khủng nhất có thể xảy ra. Và lúc đó mình khóc, khóc nhiều hơn nữa. Đau khổ nhiều hơn nữa. Lúc đó thì mình ngồi trước cái bàn thờ, mình chỉ cầu xin để làm sao để cha mẹ mình được sống đến 120 tuổi. Ở đây cái sự ích kỷ của Tina nó bắt đầu nó nổi lên. Ích kỷ lắm. Rất ích kỷ. Muốn cha mẹ mình sống đến 120 tuổi, để kiểu gì mình cũng phải chết trước. Kiểu gì mình cũng phải chết trước. Vì mình không thể nào mà chịu được và đối mặt được với cái sự mất mát to lớn như vậy. Thì mình cũng không biết là các vị có nghe được không và có toại nguyện cho mình cái việc đó không, nhưng đó là cái sự ích kỷ của mình. Mình không muốn đối mặt với cái việc đó, mình không đối mặt được. Vậy thì ở đây có những cái sự sợ hãi nó chưa được giải quyết. Mình đã biết rất rõ, thì mình trải nghiệm là chúng ta không phải là thân xác này. Trải nghiệm rồi, biết rất rõ, biết mồn một là sau cái chết ta không có hết. Thứ nhất, Tina có tự sát năm 27 tuổi, đã nói rồi, đó là một phần. Thứ hai, có một lần được trải nghiệm thoát xác, đó là một phần. Thứ ba là trong những cái trải nghiệm của Tina trong tâm linh, nó có nhiều cái thứ nó vi diệu lắm, nó kỳ lạ lắm. Ok, mình biết chắc chắn 100% là chết không phải là hết. Dù mình biết như vậy, nhưng mà khi mà mình đối mặt với cái việc đó, đó mới chỉ là một người bạn thôi, mà mình thấy kinh khủng lắm. Mình đến mình gặp mẹ cái người bạn đó, lần đầu tiên trong đời mình thật là quan sát cái người mẹ. Người mẹ già, tay chân, da cũng đã nhăn nheo rồi, khuôn mặt cũng đã tàn phai hết rồi. Thế mình nhìn vô lần đầu tiên trong đời, mà mình thật sự quan sát kỹ đến vậy một cái người đối phương, thế mình mới thấy cái sự đau khổ của cái người mẹ này nó kinh khủng. Mà không làm gì được, không làm được cái gì cả, chỉ có chấp nhận thôi. Rồi khi mà mình quan sát cái cơ thể của cái người mẹ này, một cái người lớn tuổi như vậy, thì mình mới thấy là ở đây phải chăng đây là cái sự vô thường mà người ta nhắc tới. À, mình có cái nhan sắc rồi nó cũng sẽ phai đi. Nói thì hay lắm, nghe cũng hay lắm, mà thật sự cảm nhận được không? Thì cái lúc này khi mà mình nhìn vô cái tay thì mình rất là nghẹn ngào. Mình chắc là mình cũng sẽ thế nhỉ. Lúc đó cái cảm xúc nó vừa là cái sự vô thường của cái sự mất mát, vừa là cái sự vô thường của chính cái thân xác của mình. Mình yêu nó thế mà, mình chăm sóc cho nó thế mà, mà mình đâu có muốn một ngày nào đó nó như vậy. Sự sợ hãi nó quay về. Lúc đó nó mất đi hết cái sự mạnh mẽ của cái người tu tập. Tự nhiên những cái mà đáng lẽ là mình phải hiểu rõ nhất, tại vì mình đã trải qua rồi, thì đến khi nó xảy ra thì mình chơi với. Mina cũng có chia sẻ trong một cái tập đó là đấy, hiểu thì hiểu chứ chơi với vẫn chơi với, vì mình đã quen
Như thế rồi, tôi quen là có ba mẹ ở đây cơ mà. Tôi quen là họ hiện hữu trong cái thân. Tôi biết là khi mà họ rời cái xác là họ vẫn ở đó mà, họ đâu có đi đâu đâu. Vẫn ở đó, vẫn trong mình. Mình vẫn có thể kết nối mà, vẫn có thể nói chuyện, vẫn có thể mời họ trong cái ngôi nhà của chính mình. Đây là một cái ngôi nhà, bình thường là mình ngồi đó một mình, bây giờ mình mời ba mẹ của mình vô, vẫn được, vẫn nói chuyện được, vẫn tiếp xúc được. À thế mà dù biết hết mấy cái này nhưng mà tôi quen là nó có cái này, quen rồi nó mất đi chơi với. Thế là lúc đó thì đúng quả thật là mình không kiểm soát được cảm xúc và không kiểm soát được cơ thể. Xúc động là nước mắt cứ phải chảy, sốc là cũng phải gục ngã. Là cái lúc mình thật sự hiểu về cái việc đó là chúng ta nên tập nói ra những lời yêu thương, tập chăm sóc ba mẹ mình, tập chăm sóc những người thân của mình, những người bạn của mình mà mình quý mến bằng lời nói, bằng hành động cần thiết. Vì khi họ ra đi rồi á, muộn, hiển nhiên về tâm thức thì đúng là chưa muộn, vì họ vẫn cảm nhận được cái tâm của mình đấy. Nhưng mà về chính mình á, thì mình sẽ cảm thấy có một điều thật là thiếu sót trong cuộc đời mình nếu như mình không tỉnh sớm để mà mình giải quyết mấy cái này. Mình sẽ rất hối hận khi họ mất đi. À khi mà họ còn sống thôi, mình á còn la mắng họ, mình còn thế này cái kia. Riêng Tina thì không bao giờ la mắng cha mẹ, không bao giờ. Tranh luận có thể có, không bao giờ la mắng. Thương còn không hết, ở đó mà la mắng. Mà Tina thì cũng có một cái phước rất là lớn, là cha mẹ của Tina là những người mà luôn luôn lắng nghe Tina chia sẻ. Và khi họ không biết thì họ không áp đặt mình. Mình biết cái gì hay hơn, họ vẫn học hỏi và họ lắng nghe mình. Thế thì ở đây có một cái sự tôn trọng rất là bình đẳng giữa những mối quan hệ này. Mình lắng nghe họ, họ lắng nghe mình. Họ có cái gì hay mình học từ họ, mình có cái gì hay họ học từ mình. Có một cái điều là đôi khi chúng ta không biết cách thể hiện tình cảm của mình với cha mẹ mình. Đôi khi chúng ta không biết cách thể hiện tình cảm với bạn bè, với gia đình. Không biết thổ lộ, đó là một điều thiếu sót. Tu tập á, nó sẽ giải quyết được vấn đề này. Tại vì trong tu tập á, nó có những cái phương pháp mình sẽ mở lòng từ bi, mình sẽ mở lòng yêu thương, mình sẽ mở ra hết. Và mình sẽ không còn cảm thấy ngượng hay là không thoải mái khi mà mình nói ra những cái lời yêu thương hoặc là mình thể hiện tình cảm. Thế thì quay lại với cái việc tu tập thì đấy, tu cho đã. Nhưng khi chuyện nó xảy ra thì mình cũng chơi với. Và dù chỉ là một cái tưởng tượng, mình còn không chấp nhận được cái chuyện đó. Đến bây giờ Tina đâu có chấp nhận được cái chuyện đó đâu. Và đấy, như quý vị biết rồi đó, cầu nguyện của Tina nó là ok, bây giờ hồi xưa tôi cầu nguyện cái này, tôi cầu nguyện cái kia, bây giờ tôi không cầu nguyện gì nữa, tôi chỉ cầu nguyện để cha mẹ tôi sống đến 120 năm, để mà thật sự tôi chết vào cái giờ nào, giấc nào, ngày nào thì tôi cũng chết trước an toàn. Trong một cái giây phút nào đó mình sợ đến cái mức độ như thế mà mình phải thốt lên những lời cầu nguyện như thế. Tina thì Tina rất là may mắn ở cái chỗ là đến bây giờ Tina cũng
không có con cái gì và cũng không có chồng gì. Thật ra là hồi xưa khi Tina 15 tuổi thì Tina cũng đã có cái hình ảnh trong đầu rất là sẵn rồi, là tôi chỉ xuống đây để tôi chơi thôi, trải nghiệm thôi, chứ thật sự là không có chồng con gì hết, xuống đây ngó nghiêng. Đấy là cái lúc đó thôi. Thế về sau này á, cái đêm mấy năm thì mình nghĩ là thì mình xuống đây chắc là nó có cái lý do khác nữa mà mình không nhớ. Mình xuống đây là nó có một cái lý do khác nữa mình không nhớ thôi, chứ nó không phải là đơn thuần xuống đây để trải nghiệm và chơi đâu. Cái đó là hồi xưa mình nghĩ thôi. Nhưng mà chính vì cái suy nghĩ đó cho nên nó mới xảy ra cái việc là mình không bao giờ lấy chồng và cũng không có con. Nó không có cái nhu cầu đó, bỗng nhiên trong cái người mình nó không có cái nhu cầu về cái con đường đó. Hiển nhiên đó là về cái việc mà ví dụ có bạn trai thì hồi xưa Tina cũng từng có cái hồi mà còn trong showbiz có, chứ không phải là không. Nhưng mà 8 năm nay thì không có, tại vì mình dành công việc, mình dành rất là nhiều thời gian cho cái việc tu tập và cái công việc của mình đó, nó muốn hết thời gian rồi. Cái thứ nhất, thứ hai là đúng thật sự là mình, thì mình nghĩ là nếu mà mình gặp một cái người đàn ông mình phải rung động đúng không? Nó phải có một cái rung động gì đó mà nó phải là rung động thật nha, chứ không phải là rung động giả. Rung động giả là mình thích thích vậy thôi. Nhiều khi quen 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, tháng, 2 tháng đi chơi, đi ăn uống cà phê rồi mình thấy chán. Như đó, tự nhiên mình thấy chán, tự nhiên thấy không có cái gì để chia sẻ. Tự nhiên thấy như nó không phải, nó chỉ là được cái là cái ngoại hình chẳng hạn. Hoặc là có một số cái tính tốt vậy thôi. Chứ nó không có cùng cái nhịp của mình. Thì lúc đó thì mình sẽ lại tách ra. Thế thì nếu mà như vậy thì làm khổ người ta thì thôi, tốt nhất là những cái cảm xúc như vậy mình phải kiểm soát. Thế ví dụ chẳng hạn cũng có những cái lần mà mình nhìn thấy một đối tượng nào đó và cái cảm xúc nó có. Thật sự cái này phải nói là 8 năm không có bạn trai không có nghĩa là mình không có rung động với bất kỳ một ai. Có, rung động có. Nhưng mà nó chỉ ở cái mức độ là như thế này. Nó rung động, bắt đầu nó tưởng tượng ra những cảnh lãng mạn, có thể là bắt bướm hái hoa gì đó, hay là đi xem phim ăn kem gì đó. Tại vì Tina là bẩm sinh, Tina là một người rất là lãng mạn và thích những cái gì đó rất là dễ thương, chứ nó không có đi quá xa trong cái tưởng tượng, chỉ tới đó thôi. Rất là trẻ con, nói chung là những cái tình yêu tình cảm trẻ con thôi. Thế thì khi mà nó bắt đầu tưởng tượng ra những cái này thì bắt đầu mình quan sát, mình quan sát là cái đối phương đó thật sự là cái đối phương mà mình đồng cảm được không, mình có đúng nhịp với mình không, hay là mình chỉ thích người ta ở cái bề ngoài, ở một cái hoàn cảnh, ở một cái khoảnh khắc mà họ nói ra một cái gì dễ thương, bỗng nhiên nó có một cái hoàn cảnh như vậy và tự nhiên mình thích. Thì cái tự nhiên thích ở đây là nó chỉ là thích nhất thời thôi. Thì cái thích nhất thời này mình có thể là mình không kiểm soát cảm xúc và mình có thể mình bước vô thì nó mang lại một đống phiền não, cái đó là chắc chắn. Tại vì á, khi mà mình bước vô 1-2 tháng sau mình muốn bước ra, người ta không muốn bước ra cơ mà. Mình bước vô xong mình bước ra, người ta bước vô, người ta muốn bước tiếp, phiền não vô cùng. Ồ, nó dai dẳng, nó phiền não lắm. Mình chỉ nghĩ tới cái việc đó là mình nói ok không được. Về mặt cảm xúc dấy lên có, nhưng mình kiểm soát được. Tại sao? Tại mình hình dung ra được cái tiếp diễn của nó rồi, ok mình bỏ. Có những cái lần đó mình nhìn mình thích, nhưng mà sau đó mình nghĩ là thời gian của mình đang tu tập, thời gian của mình đang làm kinh tế, thời gian của mình rất là nhiều chuyện, và cái chuyện tu tập nó sẽ bị gián đoạn, nó sẽ bị ảnh hưởng khi mà mình quen người ta.
Tại vì hiển nhiên đó là những người này phần lớn là họ không có tu tập như mình. Họ là những người thiện, họ là những người tốt, họ là những người dễ thương, lãng mạn, có thể là đẹp trai luôn. Ok, có hết đấy. Nhưng mà nó vẫn không phải là cái đó. Chắc chắn là nó sẽ có những cái phiền não đi theo. Dù người ta dễ thương, dù người ta hiền lành, dù cái gì đi nữa thì nó cũng sẽ có những cái tít tít tin nhắn, tin nhắn gọi. Bây giờ nó còn có cái vụ mà video call nữa. Khiếp, thiệt nó sợ lắm luôn á. Tự nhiên mình đang làm việc, người ta gọi video call, mình phải bắt lên để cho người ta thấy mặt mình đang ở đâu. Rất là phiền. Mấy cái video call thì là thấy phiền lắm luôn á. Nhiều khi mình đang làm việc, nhiều khi mình đang phờ phạc, mình không muốn người ta thấy mình như thế chẳng hạn. Thế thì mà trong đó là khi mà nếu mà người ta mà yêu mình quá đó, thì trời ơi, video call, messenger, rồi Facebook, rồi nhắn tin, rồi sau nhắn tin cho anh, em không nhớ anh nữa à, em đang ở đâu, hay là em đi với ai, em hết yêu anh rồi hay sao. Nói chung là người ta vẫn dễ thương, mình không thể bực mình được, vì người ta yêu quá và người ta rất là chấp vào mình. Thì cái này nó sẽ vô tình gây cho mình cái sự mà áp lực, và nó mất đi cái thanh tịnh, nó mất đi cái không gian riêng của mình, nó mất đi những cái lúc mà mình cần hành pháp. Người ta không hiểu được, người ta sẽ không hiểu là cái cô này sao tự nhiên một tháng trời cô tắt điện thoại đi, cô đi đâu, tự nhiên tắt điện thoại, tắt máy, tắt gì, tắt Facebook, không biết cô ở đâu hết một tháng trời. Người mới yêu đắm say ngất ngây trời mây mà có một người bạn gái như thế, khiếp sợ quá. Người ta sẽ không thích đâu. Thế thì thành ra phiền não lắm. Nhiều khi lúc đó người ta phải kiếm đến nhà mình, người ta gõ cửa ầm 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 lên, em có bị sao không, em có bị sao không, em bị sao em nhập thất thôi. Kỳ lắm. Cho nên là đó là những cái mà mình phải hy sinh trong cái việc mà mình tu tập. Mình phải có cái đấy, là trong cái trường hợp mà mình muốn tu tập, tu sâu, đi sâu vào cái những cái vấn đề khác. Chứ còn nếu mà tu bình thường thôi, để cho mình trở thành một người tốt hơn thôi thì không sao. Mình trở thành hiền hơn, hiền lành, dễ thương, hay là mình sửa được một số cái tính xấu. Theo Tina nghĩ là dù quý vị không phải là xuất gia, nhưng mà những cái kỷ luật bản thân và khắt khe là mình phải tự đưa ra cho mình, tự chính mình kiểm soát mình. Như Tina nói thật sự, Tina cố gắng tự kiểm soát bản thân, dù Tina đi làm hay là đi ra ngoài đường, hay là gặp ông taxi hay là cái gì, và mình kiểm soát cái việc là mình hành xử như thế nào trong những cái trường hợp khi mà người ta làm xấu với mình. Ví dụ người ta ăn gian tiền của mình, hay là người ta nói nặng nhẹ với mình, thì mình xem là có thể là cái sân nó vẫn có, nhưng mà mình sẽ nói chuyện nhẹ nhàng, hay là mình nổi khùng nổi điên lên. Hiển nhiên ở đây là đấy, mình cũng không bao giờ mình biết được là cái trường hợp nào nó có thể kích hoạt được cái việc đó. Tại vì khi mà mình tu tập á, thì vẫn là trên cái con đường là mình sửa đổi và cố gắng sửa đổi, càng ngày càng bớt đi. Nhưng mà nó không có nghĩa là nó hết hẳn, và nó luôn luôn rình mò mình, xem lúc nào mình yếu một chút xíu thì bắt đầu nó bùng lên thì nó trễ rồi. Có khi mà mình nói ra một cái câu gì đó, vừa nói xong cái mình đã giật mình liền. Nhưng mà ra rồi, miệng nói ra rồi. Đấy. Thì ví dụ chẳng hạn như hồi xưa trong tí này trong showbiz đúng không? Hồi xưa hiển nhiên là cũng hay bà tám chuyện có hết. Nói chuyện bậy bạ gì đó cũng có hết luôn. Thì mình phải gọt bỏ hết những cái câu chuyện bậy bạ. Bậy bạ, nói bậy, nói bạ gì đó thì mình phải cố gắng càng ngày càng gọt bỏ. Thì khi mà mình ở nhà một mình, không có gặp ai, không có đối tượng, thì mình gọt bỏ được hết, mình không có bậy bạ gì hết. Nó nói chuyện rất là, đâu có nói gì đâu mà sai với không sai, đúng không? Đúng với không đúng, thanh tịnh với không thanh tịnh, có nói gì đâu. Còn yếu, bị nhiễm, dễ bị nhiễm. Chỉ cần một cái câu chuyện vui vui cũng có thể kéo mình đi theo, có thể, rất có thể.
Nếu mà 10 lần mình thành công, mình không bị kéo vào, vì mình luôn luôn quan sát và mình tỉnh táo lắm, thì cái lần thứ 11 có thể mình bị kéo vào một cái câu chuyện gì đó mình lại nói bậy bạ, mà lúc đó mình giống như là một cái câu chuyện gì đó mình thấy nó vui quá, cái mình đi theo cái câu chuyện đó, và cái đó là không có chánh niệm nữa rồi. Lúc đó là mình mất mình trong một câu chuyện bậy bạ, nói tầm bậy bạ, nói tào lao. Thì nhiều khi sau 5 phút mình mới tỉnh ra, mình mới nói chết rồi, mình nói chuyện tầm bậy bạ gì đấy, trời ơi ghê ấy. Sao mình tự nhiên mình bị mất trong cái câu chuyện đó, mình mất chánh niệm, mất luôn đó. Rất là khó quý vị ạ. Cho nên là tu tập cả một quá trình chỉnh sửa bản thân, kỷ luật rất là khắt khe. Làm sao để mình biết được là mình tu sai, tu đúng? Thế là thấy nó đơn giản vô cùng. Cái bản ngã nó càng ngày càng nhỏ, cái sự giận dữ càng ngày càng nhỏ, sân si càng ngày càng nhỏ là mình đang tu đúng. Thì bây giờ rất là nhiều người nhắn tin cho Tina nói là: chị Tina ơi, tại sao những người thầy và sư cô trong chùa họ đã tu như thế, họ xuất gia, vậy tại sao họ vẫn mắng la và la mắng những người Phật tử, vẫn thế này thế kia thế nọ. Mình cũng không muốn đi sâu vào cái câu hỏi đó, tại vì nó hơi tiêu cực một chút. Thế thì Tina mới nói là trong những cái trường hợp mà bạn ấy gặp, không phải là ai cũng thế, nhưng mà trong những cái trường hợp bạn ấy gặp thì hiển nhiên là người ta đang tu sai. Dù người ta là xuất gia thì họ vẫn là con người, họ vẫn là đang đi trên cái con đường thay đổi mà người ta chưa thay đổi được, hoặc là họ có phương pháp không phù hợp, phương pháp sai, hoặc là họ chưa thấy được cái sai của chính họ, họ chưa kiểm soát được cái lời nói, chưa kiểm soát được hành động, hoặc cũng có thể là họ không có vô trong cái chùa đó để thực sự tu hành, mà nhiều khi họ vô đó để họ tránh những cái khó khăn của cuộc sống. Có một số người thì người ta nói là tu tại vì sướng quá, vô đó đâu cần phải làm gì đâu, cạo đầu cái vô đó sướng, có người bê cơm rồi gọi mình bằng thầy rồi lạy mình, có những người như vậy. Thì ở đây là mình phải biết là mình đang tiếp xúc với ai, người đó có phải là tu chân chính không. Không có nghĩa là người ta cạo đầu và người ta mặc cái bộ đồ đó là người ta tu đúng. Người ta có thể rất có thể tu sai, người ta rất có thể là tu vô trong cái chỗ đó là với mục đích khác. Có thể là nhiều người là tu giả, vô đó để mà có cái lợi nhuận gì đó, một cái gì đó mình không biết. Thì ở đây là mình luôn luôn phải có cái trí tuệ của riêng mình, phải có cái nhận thức của riêng mình, để mà mình phân biệt được người nào giả, người nào thật, người nào tu đúng và người nào tu sai. Mình chỉ cần nhìn vô cái bản ngã của họ thì mình sẽ thấy. Nếu mà người ta vẫn có cái tự cao tự đại của họ quá nhiều, họ vẫn sân si, họ vẫn la mắng, họ vẫn chửi bới, thì hiển nhiên là tu sai. Hoặc là trong lúc đó họ bị rớt ra khỏi cái bài thi của họ. Có nhiều người người ta có thể tinh tấn rất là tốt, ngay cái lúc mà bạn gặp người ta thì gặp vào đúng cái lúc mà người ta bị rớt ra khỏi cái bài thi của người ta, kiểu thi rớt đó. Cũng có thể là họ tinh tấn rất là tốt, rất là hay, mà đúng cái lúc mình gặp người ta thì người ta lại bị cái đó. Thì cũng là một trường hợp, là trường hợp mà người ta vẫn có thể tu đúng, nhưng mà cái bài thi lớn quá, họ vượt qua không được, thì cái lúc đó là nó đổ xuống. Thì bởi vậy người ta mới nói là cái câu gì là chỉ một cái sân hận mà có thể đốt hết rừng công đức, là nó là như thế. Là tại vì công đức của họ có thể là gây dựng mấy năm trời, họ dứt oách tinh tấn lắm, nhưng chính cái lúc mà bạn gặp người ta một cái là lại là cái lúc mà người ta nổi sân, nổi khùng, nổi điên, la mắng, ví dụ là như vậy. Thế thì tất cả những cái tốt đẹp từ xưa người ta làm, bỗng nhiên mình sẽ không thấy nữa, mình chỉ thấy được đúng cái giây phút hiện tại lúc đó. Và mình sẽ khởi những cái tâm xấu,
thì khởi những cái tâm xấu về một cái người tu hành thì hiển nhiên là cái công đức của người ta nó sẽ bị mất đi, tại vì do họ mà mình đã sinh ra những cái tâm như vậy. Thế thì nó có rất là nhiều cái khía cạnh để mà mình nhìn nhận vào và mình thấy là tại sao cái người đó bị như thế, nhiều lắm, nhiều cái khía cạnh mà mình không thể biết được. Tina cũng nói là ví dụ như Tina đi, quý vị chỉ thấy được Tina trên những cái video clip như thế này, khi mà Tina trì chú này nọ, thì quý vị thấy wow, nhìn như vậy thì chắc là chị nhìn vô như là một cái người đã đi xa lắm rồi, nhưng không phải. Thật sự là Tina rất chân thật với quý vị, có sao Tina nói vậy. Trong những lúc đó đúng là nó như thế, nhưng không được 24/24, không được 365 ngày trong một năm, không được. Và rất có thể một ngày đẹp trời quý vị đi ngoài đường tự nhiên thấy Tina đang nổi khùng nổi điên với một chuyện gì đó. Vì tại sao? Lúc đó là lúc mình không kiểm soát được nữa, tức là mình không tinh tấn, không đủ tinh tấn. Bởi vì Tina mới nói là cái này nó khó lắm, nó khó ở cái là mình chỉ cần nó sơ sót một chút xíu, mình không quan sát một chút xíu, mình không cẩn thận một chút xíu là nó có thể xảy ra. Những người nào mà đắc đạo rồi, ok, Tina không nói. Nó một cái người như Tina mà đang trên cái con đường sửa sai, sửa đổi á, thì hôm nay quý vị thấy Tina rất hay, ngày mai Tina vẫn hay, càng ngày càng hay. Trời, nhìn cô ấy giống như là một người á đã thoát tục rồi gì đó. Đôi khi Tina đọc comment nó xấu hổ lắm thiệt. Đọc Tina là vị này, là gọi Tina bằng vị, là vị này á, theo tôi nghĩ là đã thoát tục rồi. Tất nhiên nói chung là Tina nó thật thề với quý vị, Tina ngượng lắm. Tại vì chính Tina biết những điểm yếu của Tina. Tina biết Tina chưa có thoát được cái gì hết. Nhìn vậy thôi. Trong lúc đó thì đúng trong giây phút hiện tại của cái lúc đó nó là như vậy. Vì sao? Vì cái máy quay nó nắm bắt được cái giây phút hiện tại. Và giây phút hiện tại của một cái video clip như vậy là nó là như vậy. Tại sao? Tại vì mình đang ở trong cái năng lượng đó mà. Mình đang tiếp cận với cái năng lượng đó mà. Khi mình hành pháp, đúng không? Khi mình hành pháp, à, trì chú, tự động nó có cái oai nghi, tự động nó có cái, nó toát ra một cái năng lượng. À, ok, nó là trong một cái ngày mà mình đang quay. Nhưng mà khi mà mình đi làm, mình gặp người này, gặp người kia, biết đâu mình lại nổi khùng nổi điên lên. Biết đâu những cái nghiệp cũ của mình, những cái thói quen xấu cũ của mình, nó bậy nó bạ, nó lại quay lại với mình. Một rừng công đức bỗng nhiên nó mất trong cái giây phút đó. Lỡ may ai thấy thì quả thật đó là người ta sẽ rất là sốc. Tại vì người ta đã có một cái hình ảnh về cái người này, về Tina, là Tina phải là như thế này, như thế này, như thế này. Đó là hình ảnh của quý vị nhìn thấy khi Tina quay phim. Khó lắm, thật sự. Nếu mà tại sao Tina nói ra những cái này để cho quý vị hiểu cái sự khó khăn của việc tu tập, và để quý vị hiểu, để đạt được tới cái việc mà gọi là thật sự thoát tục, nó không chỉ là một ngày, hai ngày, 10 ngày, một tháng mà mình thoát được, mình tưởng mình thoát được không? Nó thoát được trong cái thời điểm đó thôi. Tại vì nếu mà mình chưa có giác ngộ hoàn toàn thì nó có thể rất ok trong một thời gian cũng khá dài, nhưng nó cũng có thể đổ vỡ trong một giây phút. Ok, hôm nay Tina chỉ chia sẻ, Tina không có nghĩ rằng cái này ngắn gọn. Nó cũng hơi nhiều câu chuyện trong một cái video clip, mà Tina nghĩ rằng là nó sẽ giúp được quý vị, để quý vị hiểu được nhiều hơn làm sao mà mình tu tập tinh tấn hơn.
và hiểu được là thật sự Phật giáo nó không phải là tín ngưỡng, là tôn giáo gì, mà là thật sự mình phải trải nghiệm thực tế, sửa đổi chính mình. Ok, bye 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 mọi người.